Sống ở đời, muốn biết rõ tâm địa một người, cứ nhìn 5 điểm này là đúng nhất. Chào mừng quý khán thính giả đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, làm người sống trên đời vì giản đơn mà trở nên thuần túy. Làm người không kể sang hèn, có phẩm hạnh hay không có phẩm hạnh, đều có phân định tầng thứ cao, thấp khác nhau. Sự khác biệt giữa người với người phần lớn không ở địa vị và sự giàu có, mà là ở sự hiểu biết và tu dưỡng nội tâm. Người ở tầng thứ cao biết nhìn xa trông rộng, đầu óc sáng suốt. Người ở tầng thứ thấp, tầm nhìn hạn hẹp, thường thích khoe khoang bản thân. Trong cuộc sống, muốn biết được quý tướng hay tướng suy, hãy xem 3 kiểu người sau đây. Thứ nhất, kẻ khoe khoang, người ham đọc sách. Tục ngữ có câu, thùng nước không đầy mới đẩy đưa lợi hại. Làm người quý ở tự mình biết mình. Bởi lẽ, người tự biết được hay dở của mình thì không cần phải khoe khoang về tài năng của mình. Người càng thiếu cái gì thì càng thích khoe khoang cái đó. Khác nào bịt tai trộm chuông, càng giấu càng hở. Những kẻ ba hoa khoác lác, thích nói phóng đại, đó thường là những người mộng lớn nhưng tài mọn, suốt cả một đời cũng chẳng làm nên công cán gì. Ngược lại, người có kiến thức sâu rộng, biết được bản thân nhỏ bé, lại càng khiêm nhường, ít nói về bản thân. Có một đạo lý rằng, nước vì ở chỗ thấp nên mới trở thành biển lớn. Người biết hạ mình mới là người thông tuệ. Một người càng mạnh mẽ, càng điềm tĩnh. Khi cần, anh ta nói một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Vậy cũng nói, trăm hoa tựa gấm rồi cũng héo tàn. Không lộ tài năng mới có thể không ngừng phát triển. Sinh thời, Gia Cát Khổng Minh từng nói, phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn. Ý nói rằng, trong tâm không thể điềm tĩnh, ít ham muốn, thì không minh xác rõ chí hướng. Thân tâm không thanh tịnh, thì không thể thực hiện giấc mộng cao xa. Cảnh giới cao của đời người chính là giản đơn và tĩnh lặng. Kẻ thích phô trương nhưng lại thiếu năng lực, thì hết thảy cũng đều là lâu đài trên không. Người có nội tâm tròn đầy, không bao giờ miệng lưỡi như xe lửa chạy, giỏi ăn nói, khoe khoang hùng biện. Kiểu người như thế, họ cũng không bao giờ khoe khoang về bản thân mình, sống khiêm tốn, đơn giản. Những người này lại hay nghiền ngẫm sách vở để bồi bổ tinh thần, một lòng chỉ muốn chinh phục những ngọn núi cao trong tâm. Kiểu người thấp kém, tựa như ếch ngồi đáy giếng, họ chưa bao giờ nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, nhưng lại cứ thích khoe khoang với mọi người về sự hiểu biết hạn hẹp của mình. Mới hay, người ở tầng thứ thấp chỉ thích khoe khoang sáo rỗng, kiến thức chấp vá, vụn vặt mà đã cho là tài ba hơn người. Trong khi người cao minh, tài không rời sách thánh hiền, lại khiêm cung tĩnh lặng. Chỉ nhìn thoáng qua đặc điểm này cũng đã có thể phân biệt phần nào người hay kẻ dở. Thứ hai, người sống giản đơn, kẻ sống phức tạp. Trong cuốn sách Đạo Đức Kinh có một câu, vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn hóa chí phồn. Ý nghĩa của câu này là, nước là nguồn gốc của mọi vật. Đại đạo rất đơn giản, nhưng diễn hóa ra lại vô cùng phức tạp. Trong cuộc sống, khi làm người, điều quan trọng là giữ cho mình sự đơn giản. Bởi vì khi chúng ta đơn giản, cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, hạnh phúc tràn đầy. Ngược lại, khi chúng ta làm cho mọi thứ phức tạp, cảm thấy mệt mỏi và khó khăn hơn. Đơn giản không có nghĩa là thiếu sự sâu sắc hay trách nhiệm. Đơn giản là biết tập trung vào những điều quan trọng,
tránh xa sự phức tạp và sao lãng. Khi chúng ta sống đơn giản, ta có thể tận hưởng mọi khoảnh khắc, hiểu biết rõ bản chất của cuộc sống và trân trọng những điều giản dị nhưng đáng quý trong cuộc sống. Người đơn giản, như kẻ đại trí tỏ ra khù khờ, rất mực khiêm tốn. Họ không bao giờ để tâm đến đánh giá của người khác, chỉ một lòng làm đúng với cái tâm của mình. Bởi lẽ, càng phức tạp thì càng phải toan tính nhiều. Thân tâm càng mệt mỏi, càng dễ vui buồn chỉ vì lợi ích cá nhân nhỏ nhoi. Có câu, việc đời tính rất thông minh, việc mình tính phận mình vẫn sai. Lại nói đến các nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Vương Hy Phượng được xem là một người giỏi tính toán, sắc sảo không ai bằng. Cuối cùng lại phải lụy bởi chính sự thông minh, tính toán của mình, ôm hận mà chết. Còn Lý Hoàng, một đời sống đơn giản, an phận thủ thường, không tranh với đời. Lý Hoàng chỉ một mực chăm lo, làm tròn bổn phận, hiếu kính cha mẹ già và nuôi dạy con nhỏ, sống một cuộc sống an yên và đi qua mọi thăng trầm thịnh suy một cách bình hòa. Mới hay rằng, cuộc sống tốt đẹp thật sự đều bắt nguồn từ những điều bình dị. Sống đơn giản tốt hơn sống phức tạp. Chính vì càng đơn giản, càng khiến ta trở nên thuần túy. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống thuần túy, vui vẻ, an yên, thì cần đơn giản một chút, nhẹ nhàng một chút. Nói cách khác, người ở tầng thứ cao sống đơn giản, người ở tầng thứ thấp thì sống phức tạp. Thứ ba, kẻ vong ân phụ nghĩa, người sống biết ơn. Trong cuốn sách Tăng Quảng Hiền Văn, Chu Tử Gia Huấn, có một câu châm ngôn: tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo. Được hiểu là một giọt nước tưởng chừng nhỏ bé cũng xứng đáng được đền đáp như một con sông tràn đầy. Điều này nhấn mạnh rằng người ta cần biết trân trọng mọi ân huệ nhỏ bé trong cuộc sống và đáp lại chúng một cách lớn lao. Đối với con người, trong cuộc sống, cảm ơn là điều quan trọng nhất. Đây không chỉ là một thái độ sống, mà còn là một nguyên tắc xử thế trong đời. Chúng ta nên biết trân trọng và đáp lại mọi sự tốt lành mà chúng ta nhận được từ người khác. Dù nhỏ bé hay lớn lao, mỗi hành động cảm ơn đều tạo nên một vòng luẩn quẩn của sự đáp trả và ơn nghĩa trong cuộc sống. Cổ nhân nói, biết đền đáp ân nghĩa là bậc hiền nhân. Nhưng trong cuộc sống, có những người khi nhận ân huệ của người khác, không những không nghĩ đến báo đáp, mà còn đâm người ta một nhát sau lưng. Cái gọi là một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân. Ý nói rằng, ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân. Nhưng nếu cứ giúp mãi, thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là đương nhiên. Không giúp nữa thì chính là kẻ thù của họ. Chính là như vậy. Người không biết cảm ơn sẽ luôn cảm thấy dường như cả thế giới này đều mắc nợ anh ta, và anh ta coi những yêu cầu quá đáng của mình là điều hiển nhiên. Trong mối quan hệ giữa người với nhau, người khác giúp bạn, đó là vì tình cảm. Không giúp bạn là thường tình của người ta. Có qua có lại thì mối quan hệ mới có thể bền lâu. Còn những kẻ vô ơn bạc nghĩa, không ai muốn kết thân với họ, hễ thấy là muốn tránh xa. Có câu, nhận ân không báo đáp thì không phải người quân tử. Vậy nên, khi nhận ân huệ của người khác thì cần phải ghi lòng tạc dạ, kết cỏ ngậm vành. Đức Khổng Tử từng nói, cá biết ân nước là ngọn nguồn của hạnh phúc. Làm người biết nhớ ân, báo ân không chỉ là mấu chốt của lương tâm mà còn là khởi đầu của hạnh phúc. Người ở tầng thứ càng cao thì chỉ số hạnh phúc cũng sẽ càng cao. Họ là người có tấm lòng thản đãng, bụng dạ trong sáng vô tư, có thể tự nhiên hình thành các mối quan hệ tốt đẹp. Vậy cũng nói, người cho đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương,
người trao gửi phúc lành sẽ đón chào phúc đến. Ấy chính là người càng biết ơn thì càng gặt hái được nhiều yêu thương và phúc lành. Hãy tử tế với người khác, tự nhiên bạn sẽ được trời cao che chở và hạnh phúc cũng sẽ đến bên. Quý vị thân mến, con người rất giỏi che đậy suy nghĩ của mình. Nhiều người bị đánh lừa bởi vẻ ngoài. Tính cách của con người thật khó đoán. Tuy nhiên, dù tài giỏi đến đâu, con người ta cũng không thể che giấu mọi thứ. Bởi vì, tính cách của một người sẽ được phản ánh trong lời nói của họ. Nếu tình ý, chúng ta có thể nhận diện tính cách đối phương thông qua giao tiếp. Dưới đây cũng chỉ ra 4 dấu hiệu nhận diện người xấu qua cách nói chuyện. Thứ nhất, suốt ngày phàn nàn. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể về con lạc đà đang đi bộ đường dài trong sa mạc nóng nực. Nó rất mệt và khát, nó vừa đi vừa lầm bầm. Một lúc thì nó phàn nàn rằng vì sao mình không thể thưởng thức cỏ béo và mềm như da súc và cừu. Và một lúc khác, nó phàn nàn rằng mặt trời giống như một quả cầu lửa. Rồi con lạc đà tức giận đá về phía trước. Nhưng không ngờ, nó đã giẫm phải mảnh kính vỡ và rách da. Lạc đà càng bực bội, nó dùng một chân đạp mảnh vỡ ra ngoài, nhưng vô tình cứa vào lòng bàn chân. Vết thương càng lớn đã thu hút lũ sói và kiến. Cuối cùng, con lạc đà phải đầm lại nơi sa mạc. Chúng ta đừng nên là con lạc đà này. Người xưa nói, người hiền mà không có đức thì tự thù mình, còn kẻ ác thì có thù với người khác. Một người tốt không bao giờ phàn nàn, bởi vì anh ta biết rằng để làm cho mọi thứ tốt hơn, chỉ có thể thay đổi và vận động chính bản thân mình. Việc phàn nàn không chỉ làm khổ bản thân mà còn mang đến những hậu quả không thể tưởng tượng được. Không thể có một cuộc sống suôn sẻ. Vì vậy nếu cứ mãi phàn nàn về sự bất hạnh của mình, nếu luôn cảm thấy cả thế giới đang chống lại mình và đi đâu cũng phàn nàn về sự bất công của số phận, bạn chẳng được gì ngoài rắc rối. Càng phàn nàn, cuộc sống của bạn sẽ càng tồi tệ hơn. Khen chê người khác cũng không thể giải quyết được vấn đề, mà chỉ khiến tâm lý của người ta suy sụp, từng bước đi tới vực thẳm chìm xuống. Những người quen phàn nàn không chỉ gây hại cho bản thân mà còn lây bệnh cho những người xung quanh. Ngừng phàn nàn là bước khởi đầu để một người trở nên tốt hơn. Thứ hai, suốt ngày phán xét. Tăng Quốc Phiên cả đời là một vị quan thanh liêm. Tuy ở vị trí cao nhưng gia cảnh lại rất nghèo khó. Chuyện cơm ăn áo mặc thường gặp khó khăn. Đôi khi, những đứa con của ông tranh nhau một mảnh quần áo. Điều này khiến hàng xóm thường lấy nó làm trò đùa trong những cuộc bàn tán nhỏ nhặt. Những lời đàm tiếu lan tràn khắp con phố, ngày càng trở nên thái quá. Nhưng Tăng Quốc Viên không muốn giải thích thêm nữa, và ông cũng không thích những lời đàm tiếu thị phi. Làm quan đã hơn chục năm, rất kính tiếng và không bao giờ buông chuyện. Ông đã tạo nên kỳ tích trong giới quan chức khi được thăng lên 10 cấp liên tiếp trong 9 năm. Có một câu nói cổ nhân dạy người ta rằng: tai không nghe lỗi của người khác, mắt không thấy khuyết điểm của người khác, và miệng không nói ra lỗi của người khác. Càng xấu tính, người ta càng thích buông chuyện và thêm thắt các việc chẳng đâu vào đâu. Họ luôn dùng quan niệm của mình để suy đoán về người khác và quen lấy việc của người khác làm chuyện phím cho mình bất kể tốt xấu. Chẳng hạn như khi ai đó được nhận vào một trường đại học, người ta nói rằng họ vào một trường đại học hạng 3. Khi ai đó ăn mặc đẹp, người ta suy đoán rằng họ đang cố tình ăn mặc để hở hang. Khi ai đó trở nên giàu có, họ nói về việc có được sự giàu có một cách bất chính. Nếu một người suốt ngày nói chuyện đúng sai của thế gian, lòng người ta sẽ trở nên vẩn đục. Khi ở bên những người hay ngồi lê đôi mắt, bạn sẽ bị cuốn vào việc phán xét chuyện đúng sai suốt ngày. Và hiển nhiên,
bạn sẽ không có được sự bình an, tự tại. Thứ ba, lời nói kiêu ngạo, tự phụ, không xem ai ra gì. Từng có một mẫu tin đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Do thời tiết nắng nóng, một sản phụ không muốn xếp hàng mà muốn khám bệnh trước, nên đã đậu xe ngay tại kênh cấp cứu của bệnh viện. Sau khi bảo vệ phát hiện, đã cho nữ chủ xe di chuyển xe để tránh ảnh hưởng đến việc cấp cứu. Nữ chủ xe giận dữ: "Tôi là phụ nữ có thai, đang xếp hàng giữa trời nắng nóng thế này. Nếu xảy ra sự cố thì cô có chịu trách nhiệm không? Cô có biết xe này giá bao nhiêu không?" Cuộc cãi vã của cả hai thu hút cảnh sát giao thông. Nữ chủ xe vẫn nhất quyết không cho xe di chuyển, thậm chí còn đe dọa: "Tôi không có nghĩa vụ hợp tác, nếu anh dám, hãy động vào tôi xem." Ngay sau đó, sự việc đã lan truyền chóng mặt trên mạng. Nữ chủ xe không chỉ bị cư dân mạng tố cáo mà còn bị xử phạt vi phạm hành chính. Liệu có bao nhiêu người trên thế giới giống như nữ chủ xe này? Sự kiêu ngạo đã làm hại và khiến tự hủy hoại tương lai của mình. Nếu một người quá coi trọng bản thân, anh ta sẽ trở nên kiêu căng, ngạo mạn và phớt lờ người khác. Có câu: khi trời nổi cơn mưa và khi người nổi giận thì sẽ gặp điều bất hạnh. Nếu bạn nói quá nhiều, bạn sẽ tự nhiên chán ghét. Là một người đàn ông, kiêu ngạo và tự phụ cuối cùng sẽ dẫn đến tai họa. Việc cho rằng mình có ưu thế quá mạnh, quá tài giỏi, không chỉ thể hiện bạn có trí tuệ cảm xúc quá kém, mà còn nói lên rằng tính cách cũng quá kém. Thứ tư, hứa suông. Chuyện kể về một thương nhân, khi đang băng qua sông thì thuyền của ông ta bị lật. Ngay lập tức, ông ta chộp lấy một khúc gỗ và kêu cứu. May mắn thay, một ngư dân gần đó đã nghe thấy tiếng kêu cứu và bơi sang. Thương nhân vội vàng nói: "Tôi là người giàu nhất thành phố, hãy giúp tôi và tôi sẽ trả cho anh 100 lượng vàng." Sau đó, thương nhân kia chỉ trả cho người đánh cá một lượng bạc. Người đánh cá không hài lòng vì thương nhân kia đã không giữ lời hứa. Người thương nhân nói: "Làm ngư phủ cả đời kiếm được bao nhiêu tiền, một lạng bạc mà cũng không hài lòng sao?" Nghe xong, người đánh cá chèo thuyền bỏ đi. Ai có thể ngờ rằng, nhiều năm sau, thương nhân lại chìm ở chỗ cũ. Ông ta hét lên, chỉ cần ai giúp ông ta, bất kỳ nhu cầu nào cũng sẽ được đáp ứng. Người đánh cá thấy vậy, liền bảo với mọi người rằng, vị thương nhân kia là loại người ăn nói lật lọng, mọi người phải cẩn thận. Cuối cùng, doanh nhân chìm nghỉm mà không ai cứu. Trong cuộc sống, đừng để người khác mất niềm tin. Những người coi những lời hứa như lời nói suông và những lời hứa như trò đùa được định sẵn, thì họ sẽ không có bạn bè thân thiết và không thể đi được xa hơn trong cuộc đời. Sự trung thực và uy tín là phẩm chất quan trọng trong cuộc sống của một người. Những người có tính xấu thường có biểu hiện hứa suông và thường không giữ lời. Quý vị thân mến, trong xã hội ngày nay, loại tư duy người nghèo vẫn tồn tại phổ biến, cản trở những người ở giai tầng thấp thay đổi số phận của họ. Tiếp theo, các bạn hãy nghe và suy ngẫm về ba kiểu tư duy người nghèo mà những người ở giai tầng thấp thường mắc phải và làm sao để thay đổi chúng. Thứ nhất, quá cố chấp và tự cho mình là đúng. Những người tự cho mình là đúng luôn cho rằng bản thân họ hoàn toàn đúng, thậm chí còn cho rằng người khác, xã hội và cả thế giới đều sai. Họ nghĩ rằng họ có thể nhìn thấu mọi thứ, nhưng lại bỏ qua những hạn chế và thiếu sót của chính họ. Họ thường phàn nàn rằng họ không giàu có, nhưng lại không sẵn sàng thừa nhận sai lầm và thất bại của bản thân. Họ cho rằng họ chưa thành công vì họ chưa đủ nỗ lực, mà trên thực tế là đang tự lừa mình dối người. Loại tâm thái này không chỉ khiến họ không thể đối mặt với các vấn đề và thử thách,
mà còn có thể khiến họ trở nên cô lập và trầm cảm. Do vậy, chúng ta cần phải loại bỏ tâm thái cố chấp và tự cho mình là đúng này. Thay vào đó, chúng ta cần thường xuyên xét lại những suy nghĩ và hành động của mình. Chỉ có nhận ra những thiếu sót của bản thân và chấp nhận những sai lầm và thất bại của chính mình, chúng ta mới có thể thật sự trưởng thành và thành công. Đồng thời, chúng ta cũng cần học hỏi nhiều hơn từ những người khác và chấp nhận những quan điểm và ý kiến khác nhau để thích nghi tốt hơn với xã hội và phát triển tài năng của mình. Thứ hai, nhân cách quá nhỏ và tầm nhìn thiển cận. Nhân cách và tầm nhìn của một người quyết định phương hướng phát triển và cao độ trong tương lai của người đó. Nếu nhân cách quá nhỏ và tầm nhìn thiển cận, chỉ thấy cái lợi trước mắt thì rất dễ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan của sự thoải mái, không thể mở rộng được lĩnh vực và tầm nhìn của bản thân, càng không nói đến thành tựu được sự nghiệp to lớn. Ngoài ra, những trải nghiệm và trang bị kiến thức của một người cũng rất quan trọng. Chỉ bằng cách không ngừng học hỏi, không ngừng tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, chúng ta mới có thể không ngừng nâng cao năng lực và sự hiểu biết của mình. Nếu một người thiếu trang bị kiến thức và kinh nghiệm, anh ta sẽ khó có được sự tiến bộ hoặc thành công ở nơi làm việc. Điều đáng buồn hơn nữa là một số người thậm chí không muốn học hỏi, không muốn thử thách và trải nghiệm, mà chỉ muốn ở trong vùng an toàn, đơn thuần dựa vào bán sức lao động và thời gian của mình để kiếm tiền. Thứ ba, chất lượng vòng tròn kết nối thấp. Chất lượng vòng tròn kết nối xã hội đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự trưởng thành và phát triển sự nghiệp của một người. Tuy nhiên, vòng tròn kết nối xã hội của nhiều người thường có những vấn đề nghiêm trọng. Chẳng hạn, họ luôn ở với những người bạn chỉ biết rượu chè, cờ bạc. Những người bạn này tính toán và lợi dụng lẫn nhau, thiếu sự giúp đỡ và trao đổi lợi ích với nhau một cách thiết thực. Một vòng tròn xã hội như vậy sẽ không chỉ hạn chế tầm nhìn và suy nghĩ của một người, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển và thành công trong sự nghiệp của người đó. Tệ hơn nữa, những người này không biết các mối quan hệ xã hội có thể giúp họ đi lên, và họ cũng không chủ động kết giao với những người giỏi hơn mình. Họ sẽ vì tự ti và sợ hãi mà từ chối kết giao với những người giỏi giang hơn họ. Loại hành vi này sẽ chỉ giữ họ trong một tình huống phong bế, không thể giao tiếp và tương tác với thế giới bên ngoài. Ngược lại, một vòng tròn kết nối xã hội chất lượng cao có thể giúp chúng ta có được nhiều cơ hội và nguồn lực hơn, quen biết nhiều người thú vị hơn, mở rộng tầm nhìn và tư duy của chúng ta. Trong một vòng tròn như vậy, mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau để cùng nhau phát triển và tiến bộ. Vì vậy, chúng ta nên tích cực tìm kiếm các mối quan hệ xã hội chất lượng cao, chủ động kết bạn với những người giỏi hơn mình, những người sẵn sàng chia sẻ và giao lưu. Đồng thời, chúng ta cũng cần mở rộng tầm nhìn và suy nghĩ của bản thân. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nổi bật ở nơi làm việc có tính cạnh tranh cao và thật sự thực hiện được giá trị nhân sinh của chính mình. Hiểu được bản chất nghèo khổ và tư duy tầng thấp, đồng thời loại bỏ tư duy người nghèo của tự thân là chìa khóa để giúp chúng ta thoát khỏi nghèo khổ, hướng đến sự giàu sang. Chỉ có dưới sự dẫn dắt của lối tư duy và thói quen hành vi đúng đắn, chúng ta mới có thể thực hiện ước mơ của mình và trở thành một người thành công. Quý vị thân mến, nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên ngây thơ, đó là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào. Mặc dù khi ấy cuộc sống nghèo nàn, điều kiện khó khăn, nhưng mỗi ngày đều có thể chơi đùa mà không phải vướng bận lo lắng gì cả. Không có ưu phiền, không biết sầu đau. Dù có những lúc chúng ta mâu thuẫn với người bạn cùng chơi, thì cũng vừa khóc vừa cười, rồi rất nhanh sau đó lại làm lành vui vẻ như thuở ban đầu. Nụ cười ngây thơ hồn nhiên đó, cảm giác ngọt ngào đó, vẫn còn dư âm tuyệt diệu đến tận bây giờ. Bởi tâm bình lặng như nước đến từ những năm tháng tôi luyện. Thứ nhất, tháng năm tuổi trẻ là một quyển sách vội vàng.
bất giác nhìn lại, bỗng thấy những tháng năm tuổi trẻ giống như một quyển sách vội vàng. Đó là thời kỳ hoàng kim quý giá nhất trong cuộc đời của chúng ta. Đó là một mùa hoa đầy mộng tưởng mơ ước, có những ký ức đẹp đẽ, có những nỗi nhớ và niềm tiếc nuối, có cả tiếng cười và những giọt nước mắt, có những dại khờ và sự cố chấp. Trong quá trình trưởng thành, chúng ta thường không thể nhận thức được giá trị thực sự của những khoảnh khắc, để rồi lưu lại sau lưng những tiếc nuối không thể xoa dịu. Ngày hôm qua đã trôi qua và không thể quay trở lại, cùng với đó là những câu chuyện đau thương chưa kịp làm lành lòng. Và bỗng dưng, như một cơn gió thoảng qua, chúng ta đã bước qua tuổi 30. Với trách nhiệm nặng nề trên vai, chúng ta phải thận trọng trong lựa chọn và đặt ra kế hoạch một cách tỉ mỉ. Chúng ta phải hướng tới mục tiêu với tinh thần tập trung và tận tâm. Tuy nhiên, trên hành trình đầy nỗ lực và khó khăn, không phải lúc nào mọi chuyện cũng trở nên như ý muốn. Ai mà chưa từng trải qua những trắc trở phong ba? Ai mà chưa từng đánh rơi những giọt nước mắt vì thất bại? Tuy nhiên, dù có khổ cực hơn, vất vả hơn, hay phải chịu đựng những cảm giác khó chịu hơn, đau đớn hơn, thì chúng ta chỉ có thể âm thầm rơi lệ, âm thầm chịu đựng, lặng lẽ nuốt hết vị đắng mà thôi. Có lẽ thất bại không đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là mất đi dũng khí để làm lại từ đầu. Dũng khí đôi khi chỉ là một ý niệm trong khoảnh khắc, đôi khi lại là một chấp niệm suốt cả đời. Dũng khí là sau khi bạn nhìn thấy sự thật của cuộc sống này mà vẫn tiếp tục yêu nó hết mình. Cuộc đời cần phải nỗ lực, sống là phải cố gắng. Chúng ta còn cần lắm dũng khí để kiên trì vượt qua mọi khó khăn. Bởi vì dũng khí là ánh sáng soi rọi trong nghịch cảnh. Nó là một món tài sản. Khi ta có dũng khí thì sẽ có cơ hội để thay đổi mọi thứ. Người mạnh mẽ không phải là người không có nước mắt, mà là người cứ lao về phía trước với nước mắt lưng tròng. Mong rằng khi rơi vào nghịch cảnh, chúng ta đều có thể dũng cảm, kiên cường. Vì những ánh mắt luôn dõi theo, vì những con người luôn trông đợi, chúng ta phải tái sinh như phượng hoàng lửa, như một bông hoa rực rỡ nở rộ. Tin rằng, sau cơn mưa, trời lại sáng. Hy vọng rằng niềm vui thực hiện được ước mơ có thể an ủi cơ thể và tâm trí mệt mỏi của chúng ta. Khi bước đến độ tuổi 40, trái tim từng trải qua bao nhiêu thăng trầm, đã được tôi luyện bởi những tháng năm mà trở nên bình đạm như nước, hiền hòa và dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, chúng ta đã có thể khoan dung với người mà trước đây ta thấy khó chịu, có thể tha thứ cho những chuyện khó chấp nhận nhất, có thể đối xử tốt với tất cả mọi thứ xung quanh, có thể lặng nhìn hoa nở, hoa tàn trước mái đình, trời cao mây trắng cuộn bay bay. Chúng ta có thể đi qua mỗi ngày một cách đơn giản như cánh sen thanh đạm vậy. Thứ hai, gia đình ấm áp là một nơi trú ẩn an toàn. Trong đời người, thần nhân chính là những người không bao giờ bỏ rơi ta, máu đậm hơn nước. Bất kể là bạn ở bên ngoài đã phải chịu đựng những nỗi thiệt thòi như thế nào, trong lòng có biết bao nhiêu áp lực, hoặc công việc có không thuận lợi ra sao, bạn sẽ luôn luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc và an ủi từ người thân của mình. Và đó còn là sự cho đi mà không bao giờ cần được báo đáp. Nơi đó có mùi vị của gia đình, sưởi ấm cho trái tim giá lạnh của bạn. Nơi đó có hương thơm của tình thân, niềm hạnh phúc quấn quanh lấy bạn. Bạn bè không thể luôn ở bên cạnh chúng ta, nhưng họ mãi mãi tồn tại trong tâm trí và trái tim của chúng ta. Trong những đêm đơn độc và buồn bã, ta có thể nhớ về những ngày đã cùng nhau trải qua, những kỷ niệm chung đầy nghĩa cảm. Ta nhớ về những lúc khuyến khích và ủng hộ nhau trong những thử thách của cuộc sống. Bạn bè giống như những đóa hoa mãi mãi nở rộ bốn mùa, mang theo hương thơm
và chung hành với chúng ta trên cuộc hành trình dài. Tình bạn chân thành và bền vững đã làm ấm lòng và làm sống lại những câu chuyện qua thời gian. Cuộc đời là một hành trình dài và đầy thách thức. Nó có thể trải qua những con đường thẳng, cũng như những con đường gập ghềnh. Nó có thể là mùa xuân tươi đẹp hay mùa đông lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng, nó để lại dấu chân sâu đậm. Những dấu chân tượng trưng cho những trải nghiệm và hành trình đã đi qua. Đôi khi, ta không thể nhịn được những tiếng thở dài, không thể diễn tả được những cảm xúc trong lòng. Thứ ba, người dũng cảm là bất khả chiến bại. Cuộc đời như một vở kịch, mà cũng không phải vậy. Bất kể như thế nào đi nữa, có những con đường ta chỉ có thể độc hành, và có những nỗi khổ ta chỉ có thể hứng chịu một mình. Có những giọt nước mắt chỉ có thể tự mình lau đi. Có lẽ đau khổ là người thầy tốt nhất. Nó sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta vươn lên, rèn giũa sức chịu đựng của chúng ta, củng cố niềm tin của chúng ta. Cho nên, đừng nản lòng nhục chí, mà phải không ngừng mạnh mẽ. Nếu không thì không ai có thể thay thế cho chúng ta được. Phải luôn tin rằng, người dũng cảm là bất khả chiến bại. Trên trời luôn có một đám mây che chắn cho bạn. Cuộc đời như một vở kịch, mà cũng không phải vậy. Bởi vì khi một vở kịch kết thúc, thì nó cũng qua đi. Nhưng cuộc đời dài đằng đẵng thì vẫn tiếp diễn. Cuộc đời như rượu mà cũng không phải là rượu. Uống sai rồi đi ngủ thì hết chuyện. Nhưng ly rượu cuộc đời thì phải dùng cả đời để nếm nó. Năm hương vị cuộc đời trộn lẫn với nhau, nhưng chúng ta không thể nào bỏ qua hay trốn tránh nó được. Có lẽ chỉ khi chúng ta dùng một thái độ lạc quan để sống thì mới có thể cảm nhận được một hương vị tuyệt vời, rồi cùng năm tháng qua mỗi ngày đêm như một bài hát. Sống trên đời này, hợp tan, tan hợp, yêu hận đan xen là điều không thể tránh khỏi. Cứ bước, thế là chia xa, những ký ức cũng đã phai mờ. Nhìn theo mãi, dõi theo mãi, cũng mỏi mệt. Những ngôi sao kia cũng tắt sáng mất rồi. Nghe mãi, cũng đã tỉnh dậy, rồi bắt đầu hờn trách. Mọi sự tùy duyên, yêu hận như gió. Ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng nữa. Có lẽ thời gian sẽ khiến chúng ta trở nên xa lạ. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, trong lòng vẫn sẽ có một mối quan tâm và niềm nhung nhớ. Chính trong những cuộc buồn vui ly hợp, trong những lần nếm trải chua cay ngọt đắng, chúng ta đã tận hưởng được niềm hạnh phúc vui vẻ của sự thành công, chịu đựng những đau đớn mất mát của sự thất bại, nếm trải được sự cô đơn lẻ loi của cuộc đời, biết chấp nhận sự bất lực nan giải của cuộc sống, trải nghiệm một cuộc sống đầy màu sắc phong phú. Cuộc sống có hàng trăm hương vị, ai nấy cũng có những trải nghiệm của riêng mình. Quý vị thân mến, chúng ta không cần phải tài hoa xuất chúng, nhưng chí ít cũng phải ấm áp hiền hòa, có tấm lòng nhân hậu, biết tu tâm dưỡng tính, đem hương thơm của mình lan tỏa cho những người xung quanh, đem những điều tốt đẹp mang đến với cuộc đời tươi vui. Hãy như những người nhân hậu, giống như cơn mưa mùa xuân, nuôi dưỡng mọi thứ bằng lương thiện, sưởi ấm bản thân và tỏa hương thơm cho đời. Quý vị thân mến, đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết người ngay kẻ tà. Trong đời, ai cũng cần học cách nhận rõ người quân tử thẳng thắn với phường tiểu nhân hiểm độc. Dù là bất kỳ ai thì cũng cần có thời gian để nhìn thấu bản chất bên trong. Tuy nhiên, thời gian không phải là yếu tố duy nhất. Có những kẻ với tâm hồn tiểu nhân, đầy gian trá và sự vô nhân đạo. Chúng giấu giếm mình sâu đến mức ta không hay biết dù chúng có hiện diện quanh ta.
hãy cẩn thận và khéo léo để chúng ta không rơi vào bẫy đen tối của những con người độc ác. Thứ nhất, mời uống rượu xem bản chất. Người ta thường nói rượu vào lời ra. Con người khi say thường dễ để lộ bản tính chân thật của mình. Do đó, muốn biết bản chất thực của một người, hãy nhìn lời ăn tiếng nói của họ trong lúc uống rượu. Với những người mượn rượu làm càn, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người khác, buông lời nhục mạ, hạ lưu, gây phản cảm hoặc thậm chí là tương tổn cho người khác, tốt nhất chúng ta nên tránh xa. Thứ hai, hỏi khó khăn xem can đảm. Trên đời này, bạn bè trên bàn nhậu là dễ kiếm nhất. Sau một bữa ăn, hai người có thể trở thành bằng hữu. Nhưng khi bạn gặp khó khăn, nếu có người sẵn sàng ra tay giúp đỡ, thì đó mới là bạn thật sự. Người xưa vẫn có câu, lựa thử vàng. Những người bạn thật sự thường là những người ở lại sau thử thách. Hãy nói cho đối phương nghe về khó khăn, rắc rối, thậm chí là tai họa sắp đến và xem họ có đủ can đảm để cùng đối mặt hay không. Thời điểm hoạn nạn sẽ là dấu mốc để dễ bề nhận rõ kẻ tiểu nhân. Sẵn sàng đạp lên lợi ích, tôn nghiêm, nguyên tắc và thậm chí là mạng sống của người khác để mưu cầu lối thoát cho riêng mình. Kẻ nhu nhược thì chỉ bo bo giữ mình, ôm chặt quyền lợi của bản thân, không quan tâm đoái hoài tới người khác. Với hai kiểu người này, không cần lãng phí thêm thời gian dành cho họ nữa. Chỉ có người can đảm, nghĩa khí và có bản lĩnh thực sự mới biết chia sẻ và giúp đỡ bạn bè. Đây là đối tượng chân thành, xứng đáng để đặt lòng tin và đối xử thật lòng. Thứ ba, hỏi lợi ích xem nhân phẩm. Có câu, chim chết vì mồi, người chết vì tiền. Cho tới cùng, danh và lợi đối với con người ta là một thứ chất gây nghiện và cũng là một loại cám dỗ lâu dài mà ít ai có thể tránh khỏi. Cho nên, muốn biết nhân phẩm một người có đáng tin cậy hay không, hãy đặt trước mặt họ một số cám dỗ, ích lợi với mức độ tùy thuộc vào nguyên tắc và sự kiên nhẫn của đối phương. Nếu họ bắt đầu tỏ thái độ phân vân suy tính, lập lờ nước đôi, gió chiều nào che chiều ấy, thì nên dè chừng và quan sát nhiều hơn. Đừng vội đặt trọng trách hay quyền lực lớn vào tay đối phương. Có những kẻ sẵn sàng bắn đứng đạo đức, nguyên tắc và ngay cả bạn bè chỉ vì ít lợi nhuận tạm thời. Đừng dại dột kết giao với những người như vậy. Họ là những tiểu nhân bị mắc kẹt trong vòng xoáy của vật chất, không thể kiềm chế được lòng tham lam. Quen biết những loại người này là nguy hiểm nhất, bởi họ giống như những quả bom đang đếm ngược thời gian, luôn tiềm ẩn mối đe dọa đến quyền lợi của bạn. Ngược lại, những người có thể duy trì bình tĩnh và trung thực trong cuộc sống, ngay cả khi đối mặt với tiền bạc, không có lý do nào để phản bội bạn bè. Họ là những người đáng tin cậy, giữ vững nguyên tắc và sẵn lòng bảo vệ bạn trong mọi tình huống. Hãy tìm kiếm những người như vậy và xây dựng những mối quan hệ chân thành bền vững. Thứ tư, hỏi thị phi xem ý chí. Hãy hỏi đối phương một vấn đề phải trái đúng sai để quan sát chí hướng của họ có phân định thị phi rạch ròi hay không. Nếu một người trả lời ba phải, không rõ ràng mà chỉ trốn tránh vấn đề, không dám biểu đạt bản thân, thì bạn có thể nhìn ra thái độ của họ từ đáp án đó. Ngược lại, nếu đối phương nêu rõ quan điểm chính xác, nói có sách, mách có chứng, đưa ra lập luận xác đáng để minh chứng cho kết luận của mình, thì bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy tầm nhìn và nguyện vọng của họ. Thứ năm, hỏi truy vấn xem phản ứng. Hãy tìm một vấn đề có thể gây tranh cãi, rồi cùng thảo luận kịch liệt với đối phương, nhìn vào sự phản ứng về thái độ và ngôn từ của họ để phán đoán tâm tính. Nếu một người không thể tranh luận thắng, sau đó tỏ thái độ phớt lờ và chiến tranh lạnh, muốn ép bạn nhún nhường
ngược lại thì không nên kết giao. Nếu họ thắng bạn rồi, thể hiện thái độ hoang hoang, khiêu khích và tự cao thì nên tránh xa. Nếu họ đấu khẩu một hồi rồi mặt đỏ tía tai, muốn động tay động chân thì không cần nói nhiều, bạn đủ hiểu tâm tính kẻ này như thế nào. Đương nhiên, nếu đối phương có thể bình tĩnh và tỉnh táo thảo luận với bạn từ đầu tới cuối, chứng tỏ họ có được tâm tính tốt đẹp, hiền hòa và đầy bản lĩnh, xứng đáng để học tập và kết thân. Khổng Tử từng nói, thị kỳ sở dĩ, quan kỳ sở do, sát kỳ sở an, nhân yên siêu tai, nhân yên siêu tai. Có nghĩa là, xem mục đích việc anh ta làm, xem những việc và cách thức anh ta đã làm, xem những việc làm anh ta yên vui, thích thú, thì sẽ biết anh ta là người như thế nào. Là người như thế nào, làm sao mà giấu được, làm sao mà giấu được. Thật vậy, qua lời nói, hành động, cách xử sự và thái độ đối với những tình huống khác nhau, ta có thể quan sát và nhận biết tính cách thật sự của một người. Chúng ta cần quan tâm đến những điều này để có thể lựa chọn đúng bạn bè, người đáng tin cậy trong cuộc sống. Thông qua việc quan sát, ta có thể nhận ra những người có mục đích và hành vi đáng tin cậy, cũng như những người có tính cách đáng khen hoặc đáng ngại. Hãy để lời nói và hành động của người khác tiết lộ bản chất thật của họ. Từ đó, ta có thể xây dựng mối quan hệ chân thành và tin tưởng với những người xung quanh. Quý vị thân mến, trên con đường cuộc sống, mọi người đều khao khát có một cuộc sống đẹp, vui vẻ và yên bình. Và điều cốt yếu để thực hiện điều đó là tâm lương thiện. Nhưng điều quý giá thường đến với một giá trị cao. Bởi vì chúng có giá trị cao nên ta mới biết trân trọng. Nếu một người có thể thực hiện đủ 9 điều quý giá này, có lẽ họ sẽ đạt đến cảnh giới hoàn thiện và hoàn mỹ nhất. Thứ nhất, cư xử với người quý ở chỗ thành thật. Xử sự ở đời đẹp ở chỗ biết khiêm nhường. Người quân tử trông đường hoàng thẳng thắn, kẻ tiểu nhân thì thường làm ra vẻ đáng thương. Quân tử luôn nuôi dưỡng tấm lòng chân thành, giỏi ngụy tạo chỉ bằng trung thực. Những người có tấm lòng chân thành thẳng thắn, cởi mở trung thực, luôn luôn giành được thiện cảm và sự kính trọng từ người khác. Trong sách Thái Can Đảm có nói, đường đi mà hẹp thì nhường một bước cho người cùng đi. Hương vị thơm ngon thì dành lại 3 phần để mọi người cùng nếm. Đây chính là phương pháp mang lại sự an lạc khi đứng trong trời đất. Khi đi trên một con đường hẹp, hãy biết chừa lối cho người khác. Khi gặp những món ngon, phải biết chừa lại 3 phần cho người khác ăn. Đây là cách an toàn nhất để một người có thể đứng vững trên thế giới. Khi đối nhân xử thế, phải biết cách khiêm tốn, không được ngạo mạn, háo thắng khắp nơi, không được bốc đồng hùng hổ trong mọi chuyện, không được tự cao về bản thân, không được vì đắc ý mà ngông cuồng. Thứ hai, làm người quý ở thiện tâm, đẹp ở làm việc tận tâm. Người xưa có câu, tâm chứa đầy chứa thiện, vạn kiếp không bị diệt. Trăm ánh đèn dõi theo, ngàn dặm sáng soi. Hưởng thụ vật chất có thể làm cho người ta mê đắm nhất thời, còn lòng đầy thiện niệm mới đủ để làm cho người khác cả đời hạnh phúc. Thiện tâm giống như nước vậy, nó có thể nuôi dưỡng thắm tươi mọi nội tâm khô cằn. Quân sư Lưu Bá Ôn thời Chu Nguyên Chương nhà Minh đã từng tự khuyến khích bản thân, trên thế gian này làm sao có thể làm mọi việc theo ý mình được. Chỉ mong rằng trong quá trình mình không thẹn với lòng là tốt rồi. Xưa có câu nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bất kể chúng ta làm gì đi nữa, chỉ cần luôn làm hết sức mình thì có thể bất phải hối hận. Thứ ba, nhân phẩm quý ở chỗ chính trực, lòng người đẹp ở sự tử tế nhân hậu. Trong cuốn Hoài Nam Tử có câu viết, làm người chính trực, mọi điều ác đều tự tan biến.
Làm người phải giữ chính trực, ngồi ngay, đi thẳng, làm đúng, đường đường chính chính, đứng giữa thế gian. Người xưa có câu nói, hậu đức tài vật. Đức là đức dày mới có thể nâng đỡ được vạn vật. Đất không dày thì không thể nâng đỡ được núi non và sông biển. Lòng người không khoan dung thì không thể có được tình nghĩa đậm sâu. Nhân hậu chính là lòng chứa sự lương thiện tử tế. Người phụ ta nhưng ta không phụ người. Nhân hậu chính là trái tim luôn hướng đến sự tốt đẹp. Bớt nuôi gai nhọn, trồng thêm nhiều hoa thơm. Khi làm việc, chúng ta cần sự thông minh. Nhưng khi làm người, chúng ta cần phải nhân hậu. Thứ tư, hành thiện quý ở tấm lòng hiếu thảo. Tích đức đẹp ở chỗ thầm lặng. Cổ nhân vẫn thường giảng, bách thiện hiếu vi tiên. Trong trăm nét thiện thì chữ chữ hiếu đứng đầu. Và đó là nền tảng của đạo đức. Những người bất hiếu chắc chắn là những kẻ vô tình vô nghĩa, không trọng tình cảm và không có lòng biết ơn. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ, vậy thì làm sao có thể có thiện tâm với người khác? Vậy nên, hiếu thảo là điều đứng đầu trong trăm việc thiện. Hành thiện mà cho người khác biết gọi là dương thiện, còn hành thiện mà không cho người khác biết được gọi là âm đức. Từ Mã Quang của triều đại Bắc Tống có nói, tích vàng để lại cho con cháu, nhưng con cháu chưa chắc biết giữ gìn. Lưu trữ sách vở để lại cho con cháu chưa chắc đã đọc đến. Chỉ bằng tích lại âm đức trong thế giới chưa rõ tương lai này, để lo toan lâu dài cho con cháu. Âm đức giống như gieo hạt vậy, chỉ cần gieo hạt xuống đất thôi, thì không lo rằng mai kia không có cơ hội thu hoạch. Thứ năm, giàu có quý ở biết nhân từ, nghèo có đẹp ở chỗ vẫn còn ý chí. Khi giàu có rồi mà không biết sử dụng nó thật tốt, để rồi trở thành một kẻ chỉ biết giữ của hay tiêu xài hoang phí, lãng phí vô độ. Vậy thì sự giàu có đã trở thành một điều có hại. Không chỉ làm hại bản thân, tan nhà nát cửa mà còn gây nguy hiểm cho xã hội. Thực ra thì nếu dùng sự giàu có vào con đường đúng đắn, thì đó không phải là biến đổi nó trở thành một sức mạnh có thể sử dụng vào việc thiện. Mang lại lợi ích cho con người mới đích thực phát huy được tác dụng của sự giàu có hay sao? Người xưa nói rằng, trời muốn người giàu nhưng không phải để người tiêu xài xa xỉ. Giàu có vẫn không quên nuôi dưỡng tấm lòng nhân hậu. Điều này là để răn dạy chúng ta học cách sử dụng đồng tiền thật tốt. Một người nghèo khó một chút cũng chẳng sao. Nhưng chúng ta không thể nghèo mất ý chí. Đừng trở thành một người có tầm nhìn hạn hẹp. Phải xông ra thế giới rộng lớn, dù không thể là một người vĩ đại đội trời đạp đất, thì ít ra cũng phải là một người hữu ích và sống một cách xứng đáng với bản thân mình. Thứ sáu, gia đình quý ở chỗ hòa thuận, tề gia tốt ở chỗ biết cần kiệm. Gia đình hòa thuận thì vạn sự đều hưng. Một gia đình mà cả ngày bực bội, cãi lộn không ngớt, thì oán khí đó sẽ đuổi đi tài vận trong nhà. Gia đình có hòa thuận thì các thành viên trong gia đình mới được khỏe mạnh, mới gặp nhiều may mắn và thịnh vượng. Theo các điển tích lịch sử thì hầu như các quốc gia thành công là nhờ sự cần kiệm, diệt vong là do sự hoang phí. Cho dù đó là gia tộc hay triều đại thì thành công là do sự siêng năng, tiết kiệm, còn suy bại là vì sự xa xỉ vô độ. Đạo đức là gốc rễ làm người, còn sự giàu có chỉ là vật ngoài thân. Do đó, cần kiệm chính là nền tảng để quản lý gia đình. Thứ bảy, tình cảm quý ở chỗ chân thành, tính cách đẹp ở chỗ biết cương nhu. Trang Tử nói rằng, người chân thành làm gì cũng tốt, người không chân thành thì không thể làm động lòng người. Bất kể là tình nhân, tình yêu hay tình bạn, tất cả đều là tài sản lớn nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Khi chúng ta dùng những lời lẽ đơn giản và chân thành để thể hiện những tình cảm này và có được những tình cảm chân thật, thì chúng ta chính là người hạnh phúc. Tính tình không nên quá cứng nhắc. Quá cứng nhắc thì sẽ dễ gây vỡ. Cũng không nên quá mềm mỏng. Mỏng quá thì dễ đổ xuống. Khi chúng ta xử sự, nếu như cứ cố chấp cứng nhắc mà không biết tùy cơ ứng biến, thì chúng ta sẽ thường xuyên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cho nên cần phải học theo đạo trung dung, nghĩa là trong cứng có mềm, trong mềm có cứng, cứng mềm ngang nhau. Thứ 8, dưỡng sinh quý ở chỗ tâm tĩnh, ăn uống tốt nhất là thanh đạm. Lão Tử còn nói, gốc rễ để quay về của mọi thứ trên đời này chính là yên tĩnh. Khi yên tĩnh được thì sẽ có tái sinh. Nơi để quay về của mọi vật trên đời này chính là yên tĩnh. Chỉ khi yên tĩnh mới có thể trở lại với cuộc sống. Tĩnh là đạo của trời đất. Chỉ khi con người hợp nhất với đất trời thì mới có thể sống lâu hơn. Trịnh Bản Kiều thời nhà Thanh có một câu đối như sau. Rau cỏ, cải củ, cơm gạo lức, ấm gốm, nước trời, trà hoa cúc. Câu đối này đã mô tả khái quát về cuộc sống hàng ngày của Trịnh Bản Kiều. Thức ăn của ông chính là cải xanh, rau nấm và cơm gạo. Thức uống của ông thì là trà hoa cúc dùng nước tự nhiên và sử dụng ấm trà bằng gốm truyền thống của Trung Quốc. Ông biết rằng ăn ngũ cốc nguyên hạt và thường xuyên uống nước tự nhiên, chế độ ăn thanh đạm như vậy rất tốt cho sức khỏe. Thứ 9, sinh hoạt quý ở chỗ có nề nếp, quần áo đẹp ở chỗ được ngay ngắn. Người xưa nói rằng, sinh hoạt có nề nếp thì mới nuôi dưỡng tốt tinh thần. Mọi thói quen sinh hoạt hàng ngày được theo nề nếp thì sẽ rất có ích cho sức khỏe của con người. Lúc trời vừa ló dạng thì dương khí được sinh ra từ âm khí. Đến lúc giữa trưa là lúc dương khí mạnh nhất. Khi hoàng hôn dương khí suy giảm, thay vào đó là âm khí. Vào lúc giữa đêm thì âm khí trở nên mạnh nhất. Con người nên làm những việc vào ban ngày lúc dương thịnh âm suy. Còn khi đêm đến, lúc âm thịnh dương suy thì nên đi ngủ ăn giấc. Đó cũng chính là câu mà người xưa hay nói, trời mọc thì làm, trời lặn thì nghỉ. Như vậy thì mới có thể duy trì được sự cân bằng hài hòa của âm dương. Người xưa rất coi trọng chuyện ăn mặc gọn gàng, mũ đội phải ngay ngắn, nơ phải được thắt lại, tất giày phải đi sát với nhau. Ngày nay, chúng ta ăn mặc cũng cần phải chỉnh tề phù hợp. Những trang phục lạ lùng hay dơ bẩn đều gây ảnh hưởng đến hình ảnh của một người. Quý vị thân mến, người khiêm nhường là nguồn gốc của sự đức hạnh. Họ có thể đứng trước mọi người, trong khi những kẻ tự cao và kiêu ngạo phải đứng sau. Tính khiêm tốn là mở lòng và chấp nhận người khác tôn trọng họ. Đó cũng là tinh thần không ngừng cố gắng đạt đến sự hoàn thiện khiêm nhường như dòng nước. Luôn sẵn lòng hạ mình chảy xuống những nơi thấp hơn để chứa đựng tất cả, như biển đón nhận trăm sông. Vì vậy, nước càng sâu chảy càng chậm và con người càng trí tuệ càng khiêm nhường. Từ lòng khiêm nhường, ta tạo ra một tầm nhìn đại lượng và khả năng học hỏi vô tận. Thứ nhất, khiêm nhường được lòng người. Vào thời chiến quốc, nhà triết học Dương Tử đã trải qua một sự việc đáng ngạc nhiên. Một đêm, ông trọ tại một nhà nghỉ. Trong cùng phòng có hai cô gái thuê. Một người rất xinh đẹp, còn người kia lại không được nổi bật về sắc đẹp. Mặc dù vậy, mọi người trong nhà trọ lại tôn trọng và đối xử với cô gái kém xinh đẹp như một tiểu thư quý tộc. Trong khi đối với cô gái xinh đẹp thì họ lại coi thường. Dương Tử bàng hoàng và không hiểu tại sao lại như vậy. Vì vậy, ông đi hỏi người quản gia của nhà trọ. Người đó thì thầm rằng, cô gái xinh đẹp luôn tự cho mình là đẹp hơn người khác, nhưng tôi không thấy nhan sắc của cô ta đáng ngưỡng mộ. Còn cô gái kém xinh đẹp luôn tự thấy mình không đáng chú ý.
nhưng tôi không thấy cô ấy xấu điều gì cả. Im lặng một lúc, rồi Dương Tử bụt miệng nói. Tôi hiểu rồi, làm điều tốt, nhưng luôn khiêm tốn công nhận là mình đã làm. Cách xử sự đó, dù ở đâu, cũng được mọi người ủng hộ yêu mến. Quả đúng như Lão Tử nói, ta không tranh nên thiên hạ không tranh với ta. Thứ hai, càng khiêm nhường càng được tôn kính. Trong cuốn Nghiêu Điển Thượng Thư, trang đầu tiên đã miêu tả vua Nghiêu với những lời ca ngợi. Vua Nghiêu được khen ngợi với bốn phẩm chất: tôn trọng, kính trọng, chu đáo và khiêm nhường. Người ta khâm phục ông từ mọi phương hướng và lòng của tất cả đều mến mộ ông. Ông có ý thức cao về đạo đức, gần gũi với cả bốn dân tộc. Ông bình tĩnh và hòa thuận với tất cả. Trong số những phẩm chất này, phẩm chất khiêm nhường của vua Nghiêu được đánh giá cao nhất. Dù ông là một người tài giỏi, nhưng ông luôn coi mình chưa đủ tài năng và phẩm chất đạo đức. Ông thường rút về vùng núi sâu và rừng rậm để cẩn trọng xem xét bản thân, tìm kiếm sự học hỏi từ người đạo hiền. Và ông đã 4 lần nhường ngôi thiên tử cho những người nhân sĩ đáng kính như Phương Hồi, Thiện Quyền, Phi Y và Hứa Do. Đường Nghiêu từng nói, người trong thiên hạ, người vì việc công, phàm đều là người trí công vô tư, là bậc hiền giả đáng được suy tôn, là người thực thi đại đạo của thiên hạ. Ta đức mỏng tài mọn, chỉ lo phạm lỗi với chúng sinh. Nhiều nhân sĩ hiền đức ấy, thấy Nghiêu khiêm nhường, cung kính như vậy, vô cùng tán thán. Một lòng lo chân dân như vậy, hèn chi thần dân tung hô là trời Nghiêu. Sau này, ông khước từ chức, đi ẩn cư học đạo và nhường ngôi cho vua Thuấn. Vương Dương Minh Thời Minh nói, sở dĩ Nghiêu Thuấn có thể là thánh nhân, chính vì sự khiêm nhường đến cảnh giới chân thành nhất. Cũng chính là duẫn cung khắc nhượng, ôn cung duẫn thắc. Có thể thấy, đạo người quân tử chính là dùng đức khiêm nhường mà dung nạp người khác, luôn luôn nghĩ đến người khác trước. Thứ ba, đức khiêm nhường thụ phúc. Trong Dịch Thư có viết, đạo lý của trời, bất luận thế nào, mọi sự kiêu ngạo tự mãn sẽ khiến cho người đó phải chịu thiệt thòi. Còn người khiêm tốn sẽ được nhiều lợi ích. Hơn nữa, khiêm nhường và kiêu ngạo cũng là ranh giới giữa phúc và họa. Lịch sử có ghi chép lại một câu chuyện như sau. Trong thời đại nhà Minh, Viên Liễu Phàm cùng 9 người bạn từ cùng huyện tham gia kỳ thi tiến sĩ. Trong số đó, có một người trẻ tuổi tên là Đinh Kính Vũ. Nhưng ông ta được biết đến với phẩm chất khiêm tốn và tôn trọng lễ nghĩa. Viên Liễu Phàm tỏ ra tự tin và nói với Phí Cẩm Pha rằng Đinh Kính Vũ chắc chắn sẽ đỗ tiến sĩ năm nay. Phí Cẩm Pha hoài nghi và hỏi, làm sao ông biết được vậy? Viên Liễu Phàm đáp, sự khiêm nhường mang lại phúc đức. Hãy nhìn vào chúng ta, trong số chúng ta có ai khiêm tốn như Đinh Kính Vũ không? Anh ta luôn giữ chữ tín và tôn trọng mọi người. Trước mắt công chúng, anh ta không cố chấp bảo vệ ý kiến cá nhân mà luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác mà không có tính kiêu ngạo. Ngay cả trong những việc nhỏ nhặt, anh ta cũng suy nghĩ cho lợi ích của người khác và tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Điều này thật khó có thể đạt được. Một người có thể đạt đến đỉnh cao với phẩm chất như vậy, thần linh chắc chắn sẽ bảo vệ anh ta. Làm sao có thể thi trượt với phẩm chất đạo đức đó? Quả nhiên, khi bảng danh sách công bố, Đinh Kính Vũ đã thi đỗ tiến sĩ, chứng minh cho sự tin tưởng của Viên Liễu Phàm. Con người khi khiêm tốn, nỗ lực đề cao làm điều nhân đức, thì sự nghiệp sẽ thăng tiến. Người khiêm nhường thì cảnh giới tư tưởng không ngừng thăng hoa như đạo lý Nhật Tân. Cầu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, Hữu Nhật Tân. Câu này có nghĩa là đổi mới mỗi ngày, ngày ngày đổi mới lại đổi mới mỗi ngày. Khiêm nhường là phép tắc của trời đất.
có thể như nước bao dung và thiện hóa tất cả vạn sự, vạn vật trên thế gian. Kết thúc chương trình, chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và an lành đến quý khán giả. Nếu quý vị yêu thích, hãy đăng ký kênh Lắng Đọng Radio để cùng lắng nghe những chia sẻ về triết lý của cổ nhân. Chương trình xin phép được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.